Chào tất cả anh em nhé. Chỉ còn không ít ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán rồi. Một trong những cái dịp Tết mà chắc chắn là sẽ sum họp được rất nhiều thành viên trong gia đình. Thì hôm nay là Trung Bonsai cũng muốn chia sẻ cho anh em nhân dịp cuối năm những tác phẩm yêu quý của vườn em Tú đây. Những tác phẩm em Tú đã giao lưu rồi thì chắc anh em cũng đã thông qua ống kính Trung Bonsai đã biết rồi. Có nhiều tác phẩm trong vườn em Tú cũng đã được giao lưu ra. Hôm nay cũng là một vài tác phẩm em Tú mới đưa về. Trung Bonsai muốn chia sẻ cho anh em. Trước mắt anh em là một trong những cây xanh mà chắc chắn là độ già của nó thì anh em chắc chắn không phải bàn đến rồi. Cây xanh này cũng được giao lưu qua rất nhiều người. Đến tay Tú đến giờ là cũng là người thứ bao nhiêu rồi thì Trung Bonsai cũng không nắm rõ. Nhưng mà đây là một trong những cây xanh bản thân nó cũng xuất phát từ Nga Sơn, đi đến Hậu Lộc rồi đến rất nhiều nơi nữa nào lại quay về Nga Sơn. Nhìn ngoài đẹp hơn nhiều. Đây chia sẻ với anh em, nếu mà lá như này thì anh em không biết là xanh gì, nhưng mà nếu mà bình thường anh em tôi cứ cảm nhận nó như là một dòng xanh rất là quý, đặc trưng của anh em Nga Sơn đã từng chăm sóc. Đó là những cây xanh Nam Điền hạt. Ngày xưa người ta lấy những cái giống Nam Điền rất là chuẩn đấy, thì người ta tạo dựng. Cái này nó cao khoảng độ bao nhiêu Tú nhỉ? Cái này cao khoảng 3 năm rồi. 3 năm đúng không? Rất là thấp, sau này là một cây mà bệ móng rồng như này thì chắc chắn sau này có những cái cây mà bệ nó đẹp như này, móng rồng này. Tử xịn. Đấy, tử là tử xịn luôn, từ nhỏ người ta đã nuôi như thế rồi. Đến bây giờ là cũng đã hình thành được một cây hoàn thiện rồi, nhưng mà em Tú em vẫn đang theo ý tưởng của em là về em cắt đi làm lại. Đấy, nó dài mà nó không được như ý, mà bây giờ là rất là côn. Tú ơi, cái này thì mà có anh em muốn giao lưu thì khoảng bao tiền nhỉ? Cái này 15 triệu rồi. 15 triệu à? Đấy là cái giá nó cũng rất là thoải mái cho anh em tham khảo nhé. 15 triệu tại vườn của em Tú đây. Số điện thoại của Tú là bao nhiêu nhỉ? 096 1718 996 nhé. Ở đây là số điện thoại của em Tú. Nếu bác nào mà muốn quan tâm sở hữu thì Trung Bonsai có thể chia sẻ kết nối Zalo. Đây là số điện thoại của em Tú mà. Tiếp theo là anh em chia sẻ luôn anh em một cái xi búp đỏ. Đây là dòng si mà chắc chắn là em Tú cũng mất rất nhiều công sức để tạo dựng cái tác phẩm si này. Cái này là cũng tư duy, tại vì cũng muốn để cũng rất nhiều anh em quan tâm luôn. Vì video trước là cũng đã có những bác mà muốn sở hữu tác phẩm này rồi. Nhưng mà cây này thì to, cái chậu này là chậu này chấm mép đấy nhờ, ngang là 1m3. Đấy, 1m3 1m4 đấy. Không. Đây anh em rộng 1m1. Đấy, rộng 1m1 mà cái cây này nó lọt tròm trong này. Đấy, anh em xem. Thì đây là những cái cây mà chắc chắn lúc đầu anh em nhìn hình ảnh thì rất là tức cười. Vì nó là cây nó bết hết bệ, rễ điếc lung tung, là em Tú mất rất nhiều công sức đục ra những tay vách như này. Vẫn đang còn nuôi và chỉnh sửa tiếp. Cây này thì nếu mà bác nào mà sở hữu được thì cũng cứ alo cho em Tú, vì cái giá của em Tú đưa ra thì nó cũng... cũng cao đấy, để cho những người người ta đam mê, người ta thực sự mà muốn chiếm hữu thì có thể tham khảo alo xem có những số mà Trung Bonsai có thể chia sẻ kết nối cũng như là tham khảo giá được. Có những cây thì anh em cố gắng liên hệ trực tiếp với chủ nhân đây, tại vì lá này lá lúc nào nó cũng này, không phải mùa này mà nhìn thấy thế nha anh em nhá, lá màu nắng nó lên nhìn nó tươi đỏ đẹp lắm. Tiếp theo là một trong những tác phẩm mà chắc chắn là cơ duyên vẫn còn ở với em Tú, vì thực ra là trước đó Trung Bonsai cũng đã muốn giao lưu rồi. Nhưng mà một trong những tác phẩm mà rất là đẹp, tác phẩm này thì chắc chắn phải là giá cao thì em Tú mới cho ra được. Đây là một trong những cây mà đưa về theo ý tưởng là tháp đôi của Malaysia. Nhưng mà Tú ạ, hôm sau phải kiếm cho một cái hình tháp nó đặt ở bên dưới chân này này. Đã có tác phẩm thuận buồm xuôi gió rồi. Giờ đây là một trong những tác phẩm si. Này nó như một cái thuyền đấy ạ. Đây là một trong những tác phẩm si mà chắc chắn là anh em biết là lá nó tròn tròn mà đẹp. Đấy, hai là cây thì nó rất là già. Đấy, ý tưởng của em Tú mà đặt vào cái chậu này cũng cực kỳ là ok rồi. Đấy. Siêu tầm mãi mới được tảng đá này. Thế nên là một trong những cái tác phẩm mà nó tương xứng với cái cây đúng không? Chọn được cây mà nó tương xứng với cả vấn đề đấy. Tìm được cái
Đây này, cây nó to, tú đứng dần dần và so sánh đi, là cây nó rất là to đấy chứ không phải là nhỏ đâu nha anh em nhá. Đấy, bóng nhá. Thực ra là nhiều bác cứ bảo là cây này nọ so sánh hay là không so sánh đây. Đây này, phải nói là cây rất to. Tú ơi, cây này giờ giá nó khoảng bao nhiêu, anh muốn cho anh em cộng đồng mạng tham khảo thì em cứ cho cái giá nó hợp lý. 100 nhá. Đấy là cái giá mà em Tú em cho đi ra với người đam mê cũng như hiểu được giá trị đích thực của nó. Còn với cái người đồ chơi nên là đôi khi nó cũng khó. Đây là những cái này là những cái điểm nhấn của thời gian hết anh em ạ, vì chậu đây này. Chậu ở trong. Đúng không? Đấy, bác nào thực sự là mình cứ thể alo trực tiếp cho chủ nhân thì nó sẽ hợp lý hơn, vì đá này cũng là một dòng đá là đá xanh ở trong nhá. Đá này người ta cũng đang đã từng là làm năng mộ làm các thứ, nhưng mà đá này là dòng đá xanh ở trong này, gợn xanh này nên là nó cũng rất là quý. Để tìm được những hòn đá này thì nó tự nhiên là ở đây thì hiếm, nhưng mà có những chỗ nó cũng nhiều, nhưng mà để mà hợp với cái cây này thì chắc chắn là mình cảm thấy nó cũng ít á. Nó đồ chơi. Đó. Nên là cái giá hay là cây thì anh em cứ thể tham khảo qua chủ nhân thì nó được ok hơn. Còn có cái giá như này, thực ra là cây như này cũng chưa phải nói là đắt. Đúng không? Do quan trọng nó là đồ chơi. Mà nếu mà kỳ tới thì Tú bấm ra thì chắc chắn là lại có cái giá hơn. Vì lá nó của nó thì chắc chắn anh em biết rồi đấy. Lá của nó đỏ hết cả một cái cây này. Đấy, chúng con sẽ dám khẳng định với anh em như thế. Nhá, anh em cứ alo trực tiếp cho chủ nhân xem. Đấy, rất là ok thôi. Cuối năm rồi cũng rất nhiều bác có thể đi xa về. Thông qua ống kính của Trung Môn Sai đây cũng như là một số anh em cộng đồng mạng đây nè, phải mặt sau cho anh em xem nhé, mặt sau cho anh em xem. Cây này nó được cả bốn mặt chứ không phải nói hai mặt đó, thì là một cái cây mà nó đã già rất là nhiều năm ở nhà người ta rồi. Kết hợp về với anh em tôi thì chúng tôi có cũng sự là nâng lên làm lại bộ bệ cũng như là đưa sang cái gì đó cho nó hoàn thiện một tác phẩm thôi. Còn các cụ chơi ngày xưa thì cũng cứ theo ý tưởng thôi. Ý tưởng của các cụ là chỉ có như thế này thôi, làm sao cấy nó lên được là theo đúng cái mái thôi. Các cụ cũng chưa định hình được tay chân cũng như chỉ có của các cụ để lại thì mới có cái loại. Đúng rồi. Còn tuổi của mình chưa khó. Đúng rồi, chơi làm sao được? Nó nhiều năm rồi. Này nhiều năm. Cũng là một số cái hệ thống đồ chơi chum vại này, đồ cổ này, cũng chia sẻ cho anh em đây. Đây. Bộ bàn ghế này, và bác nào mà có không gian rộng đúng không, đặt ở trong này. Đây này, đá tự nhiên nhá. Đấy, đá tự nhiên, đá như này, những hòn ô cục như này. Đây, chia sẻ với anh em cái chậu 1992. Thả súng thì về súng Thái là đẹp lắm. Thả súng là đẹp rồi. Đây, cái chậu này khoảng bao tiền Tú? Cái chậu đấy 5 triệu. 5 triệu này. Đấy, hai bên tích của gà với cả chim. Gà chim luôn à. Đấy, nói chung là ngày xuân cũng rất là hay. Đúng năm tuổi của em đấy. À thế à? Vâng. Đấy. Tuyệt vời. Đấy, thả nhưng mà ít súng quá. Vâng. Cái đây nó đẻ đấy nhanh lắm anh ạ. Đây anh em ạ. Đây là những tác phẩm nhỏ nhỏ. Như cây này thì khoảng bao tiền đấy? Ôm cái này 10 triệu. 10 triệu. Hôm nay thì có những cây anh em tôi tham khảo giá, có những cây bé mà xinh, bé nhưng mà nó cũng gọn gàng đấy, nó cũng có đó. Cái đường nét của nó. Cái này đỏ chót luôn rồi. Đỏ chót à. Cái cây bên này cũng rất là sụn đây này. Trước đó thì chúng tôi sẽ quay tác phẩm này rồi, một số anh em thì cũng đã tham khảo rồi, thì hôm nay là tiếp tục tham khảo. Cái này khoảng bao tiền? 3,5 triệu. 3,5 triệu nhá. Trước mua nó rẻ rẻ. Đấy. Bán giá rẻ. Bác nào bác nào thích cái chơi hàng nhỏ nhỏ thì đây. Nó cũng không phải bé. Đúng rồi. Sụn đâu đấy. Sụn đấy. Sụn thôi. Chứ là nó không có một cái gì cả, nó bám vào tường là nuôi nó lở ra. Cũng một ý tưởng tiếp theo là một cái cây nó cũng già rồi. Đấy, em Tú đưa về là một cái cành trước. Xong rồi sau là cắt ở cây ra, nó không có cái gì thì không gặp được con trâu đấy hay rồi. Đóng vào hôm sau là vặn cái này xuống nên làm một quả phúc đây. Hay là kéo cái này xuống đánh cong vặn lên trên đây làm quả phúc đây này. Trời nó bình dân vậy. Đấy. Các ý tưởng đang được diễn. Cái cây nhỏ nhỏ này khoảng bao nhiêu đây? Đấy 3 triệu.
Này, anh em nào mà chơi hàng mini nhỏ đây, cái này là vừa lá đỏ nhá, hàng lá đỏ, bíp ba vai. Vâng. Nó ba vai luôn. Là sụn luôn. Ok. Lùn. Này mà nó nuôi cộng gọng nó to ra cắt ra nhìn đẹp không? Nói chung là anh em ạ, đây là những cái hàng mà đang cất đây, những cái hàng nó ra. Cái hàng này thì năm sau chúng tôi sẽ có cái chương trình làm để cho anh em chia sẻ. Và nếu bác nào về tận vườn mà ưng thì cũng có thể vẫn có thể giao lưu được. Nhưng mà nếu năm sau mà còn cơ duyên ở nhà em Tú đây thì chắc chắn chúng tôi sẽ làm một cái clip để cho anh em biết là nó ra và nó sụn ở trong. Kinh điển. Hôm vừa rồi em phẫu cái rễ này phát là nhìn nó giống luôn một cái đường trườn của nó. Đường trườn nó đúng đấy. Trước là nó thẳng lên đây. Đúng rồi. Em phẫu xuống. Nhìn nó cũng hay đấy. Nó chạy. Được cái xi thì em Tú em nuôi như này thì phần như này nó tốt, cảnh nó mập. Hàng quá là dài. Kinh điển. Nuôi cây thì cứ phải như này. Cắt cái này. Ok, những cái tác phẩm này thì để cho các bác tham khảo. Bút thần đấy. Bút thần. Ok. Bút thần này. Thần nhỏ lắm, nở như kiểu đại thụ. Khó thật. Đó. Chúng bọn Sai cũng xin được dừng video đấy nhá. Hẹn tất cả anh em ở những video sau đi. Mọi cái thông tin cũng như những tác phẩm mà anh em có thể lướt qua kênh của Chung Bọn Sai thì anh em có thể alo trực tiếp cho chủ nhà vườn để biết được cái giá cụ thể, cũng như là nhân dịp đầu năm này thì anh em có thể là từ đó tham khảo rút ra cho mình những cái gì hay, những cái gì ok nhất. Anh em nào mà cảm thấy video của Chung Bọn Sai cực kỳ ý nghĩa đến với người yêu cây, cũng như là muốn lướt qua một số kênh khác thì có thể là đăng ký nút chuông, cũng như là đăng ký kênh để cho anh em tôi có cái động lực cho video mới nhất được tiếp cận anh em sớm nhất nhá. Anh em chưa xem, còn mọi thông tin cũng như giá cả cũng như là anh em có thể là alo trực tiếp cho chủ nhà vườn. Chủ nhà vườn thì người ta mới có giá quyết định được, còn anh em tôi cố gắng chia sẻ thôi, kết nối đam mê đến với người yêu và người đam mê thực sự. Đó. Quá đẹp. Cái này kể cả nó không có cái chậu dưới nó đã đẹp rồi. Khi kết hợp với cả cái chậu cái đôn này nữa thì cái đôn đúng khá bộ luôn. Đây.